Quang diễm màu vàng tại xung quanh thân thể bốc lên, đồng thời một thân màu vàng đất thần long giáp cũng đã bao trùm toàn thân. Đường Ngạo Hiên không có sử dụng long thương, trong tay nhiều ra một thanh chiến truy đầu búa khổng lồ, chua lại không dài, phía trên đồng dạng thiêu đốt quang mang là màu vàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Ngạc Hiên chủ động phát khởi tiến công. Hắn chân trái đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước này khoảng cách không lớn, chỉ có 1 mét, nhưng khi chân tay của hắn dẫm đạp trên mặt đất trong nháy mắt đó, trên người hào quang đột nhiên đến gấp là 10 phần tính toán trong nháy mắt phóng to. Uỳnh một tiếng, kịch liệt nổ vàng đệ tam chiến khu mặt đất đều rung động dữ dội dâng lên, quang diễm màu vàng bốc lên, kinh khủng sóng chấn động trong khoảng khắc đó quét ngang chiến khu. Cái kia sóng xung kích phô thiên cái địa tới, căn bản không có bất luận cái gì khó khăn cảm giác. Mà Đường Ngạn Hiên thân thể cũng dựa thế mà lên, giống như một thỏa to lớn màu vàng giống như sao băng, thẳng đến hắn đánh thẳng tới, sau lưng còn kéo túm ra lóa mắt hào quang. Là mình vũ cuối cùng cũng đồng sạng là vừa giải bước ra, đối mặt chính diện ngang tàng mà đến mạnh mẽ sóng xung kích, trong tay long thường trước chỉ bỗng nhiên đâm ra. Kim sắc quang mang bốc lên, sục sôi tiếng lòng ngấm theo toàn thân bên trong vang lên, huyết mạch vòng xoáy lao nhanh mãnh liệt, hào quang màu vàng óng nội liễm cũng không hình thành hào quang, nhưng ở cái này một cái chớp mắt, hắn lại phảng phất đã cùng với hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn hòa làm một thể. Phốc một tiếng, sóng xung kích bị trong nháy mắt đó đâm xuyên, theo thân thể của hắn bên trong nhảy ra, trùng kích ở phía sau chiến khu vòng phòng hộ bên trên, mang theo từng mảnh hào quang gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Ngạn Hiên chiến truy liền đã đến, mang theo hắn trước mặt thần long giáp thân thể, viên này màu vàng sao băng hung hăng đụng vào làm mền vũ mũi thường phía trên. Giờ khắc này thời cơ vừa đúng, vừa lúc chính là Lam Hiền Vũ hẳn là lực lượng cũ vừa đi qua lực lượng mới chưa kịp sinh cơ hội. Thế nhưng Lam Hiền Vũ cái kia đâm ra một thương về sau, chân người lòng lớn lại đều đã trở lên trên như là mặt kính sáng ngời. Dưới chân quần sáng màu vàng óng quách trương, toàn thân từ sau lưng bắt đầu chấn động, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân nhẹ nhàng chấn động, cuối cùng hội tụ trong tay lòng thương phía trên. Ông một tiếng, mũi thương tại cùng chiến trùy va chạm trong nháy mắt, phát ra một tiếng dữ tận âm vàng tiếng, ngay sau đó keng giòn vàng âm thanh bên trong, thời gian phảng phất tại ngày một cái chớp mắt dừng lại. Đường Ngạn Hiên thân thể liền quỷ dị như vậy trên không trung dừng lại, hắn chiến trùy cứ như vậy cùng với Lam Hiền Vũ trong tay lòng thương đụng vào nhau, một cái tại đất mặt tóc xải phất phới, một cái trên không trung hào quang lấp lánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc một tiếng, Đường Ngạn Hiên trên người quang diễm màu vàng đột nhiên không hề có điểm báo trước nổ tung, trên không trung hóa thành từng mảnh hào quang cận sóng tư tán bày tán loạn. Hắn trên không trung đột nhiên một cái lộn ngược ra sau, hướng về sò bốc lên mà đi, trên không trung lại lưu lại từng vầng sáng lớn diễm bà văn. Lam Hiền Vũ đứng tại chỗ, vẫn như cũ bảo trì sáng vẻ lúc trước, trên người kim quang rõ ràng giảm bớt mấy phần, nhưng cái này dừng lại cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, trong tay long thương lại run, muôn vàn đá kim mang nở rộ đến, ngàn người chỉ trỏ thẳng đến đối thủ truy kích mà đi. Lúc này Đường Ngạn Hiên trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn vừa mới xúc thế nhất kích đúng là toàn lực ứng phó, nhưng ở va chạm bên trên cái kia tinh tế mũi thường thời điểm đó, hắn chỉ cảm giác mình phảng phất đụng phải một bước không thể vượt qua tường đồng vách sắt, đúng là không có chút nào nhường làm lùi ra phía sau nửa bước. Giống như Lam Hiền Vũ khiếp sợ với hắn thổ nguyên tố trưởng khống một sáng, trong lòng của hắn đối với Lam Hiền Vũ lực lượng cũng mới trong nháy mắt đó hiểu rõ. Tại phương diện lực lượng, hắn tuyệt đối vô phương cùng đối thủ chống lại. Mà tiếp theo một cái chớp mắt chuyển đến khủng bố chấn động, càng là lệnh cho Đường Ngạc Hiên là quá sợ hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch, Lâm Trạch Huyễn là thế nào bãi, Thiêu Tú là thế nào nhát chết như vậy. Cái kia kinh khủng sóng chấn động mang theo một cỗ hủy diệt thiên địa chấn động mãnh liệt, phảng phất là muốn đưa hắn linh hồn đều chấn vỡ. Cái kia điên cuồng chấn động bên trong cũng không phải thần túy lực lượng, đây là hắn trước tiên liền làm ra phán đoán. Trong cơ thể do thổ nguyên tố thăng hoa mà thành phòng hộ, từng tầng một bị đối phương chấn động phá vỡ, bè gãy nghiền nát hướng thân thể của bọn hắn lan tràn tới. Nhưng ở thời điểm này, Đường Ngạn Hiền cũng hiện ra được một tên mạnh mẽ thượng vị long tộc thượng vị. Tại trong diệt thần chấn thông qua chiến trì quá trình bên trong, hắn không chút do dự đem chính mình ngừng tụ thổ nguyên tố trong nháy mắt nổ tung. Cái kia hào quang nổ tung không phải là miền vũ tạo thành, mà là hắn chủ động làm. Diệt thần chấn thông qua lòng thường quán chú chính là thẳng tắp hướng vào phía trong, thẳng đến nội tạng mà đi,
Nhưng ở hắn tận lực dẫn dắt phía dưới, nổ tung thổ nguyên tố nương tựa theo cái kia tầng tầng lớp lớp phòng ngự, đem tuyệt đại bộ phận chấn động đến dẫn dắt ra hướng ra ngoài, cho nên mới có ánh sáng diễm nổ tung thành tầng tầng gợn sóng trạng thái. Còn như vậy, đều vẫn không có thể nào đem hết thảy diệt thần chấn uy năng giả hóa giải. Thân thể tại trong lật ngược quá trình bên trong, Đường Ngạn Hiến điên cuồng hút vào thổ nguyên tố, tiếp tục bố tầng tiếp theo tầng phòng ngự, nỗ lực đem cái kia sóng chấn động hướng bên ngoài cơ thể dẫn dắt, lúc này mới sẽ có một vẻ chật vật như thế không thể tả. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là chăn, cùng Thiều Tú Lâm Trịch Huyễn so sánh, vị này thượng vị long tộc thực lực rõ ràng không tại một cái cấp độ phía trên. Lam Hiền Vũ chính mình kỳ thần cũng không dễ chịu, đối phương lục trương cái kia một khóa lực lượng trùng kích cực cường, hắn một thường này cũng cơ hồ dùng ra Kim Long Vương trạng thái sứ toàn lực. Kim Long bá thể đem đối phương bộ phận lực lượng trùng kích chuyển hóa làm lực lượng của mình. Kim Long cuồng bạo lĩnh vực đem tự thân tu vi tăng lên tới cực hạn, lại thêm thông qua toàn thân dẫn dắt ra diệt thần chấn hội tâm nhất kích, hắn liền là hy vọng thông qua một thương này trực tiếp đánh tàn đối thủ. Thổ nguyên tố trường khống, người chắc chắn am hiểu tại trong phòng ngự, điểm này không thể nghi ngờ, cho nên hắn mong muốn phá mất đối phương phòng ngự tốt nhất thủ đoạn, liền chính là mạnh hùng hồn công kích. Nhưng mà phòng ngự của đối thủ so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, cái kia quảng diễm mỏ vàng lực lượng phòng ngự vượt xa cái kia tường đất, thổ là chắc chắn loại hình, tầng tầng lớp lớp phòng ngự hiệu quả, không ngừng loại bỏ cùng dẫn dắt đến diệt thần chấn, làm hào quang nổ tung thời điểm, diệt thần chấn sóng chấn động này lập tức bị dẫn dắt tại bên ngoài, không để lại Đường Ngạn Hiên trong cơ thể chân chính nổ tung, mà lại trải qua vừa mới toàn lực ứng phó một lần diệt thần chấn về sau, trong thời gian ngắn Lam Hiền Vũ chính mình cũng không thể nào lại thi triển ra diệt thần chấn. Ban đầu cái này bá đạo năng lượng liền là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, chỉ có điều là Mền Vũ thân thể thừa sức nhận vượt qua người thường, lúc này mới có thể thi triển lúc không đến mức thường tới căn bản, nhưng nếu như liên tục sử dụng có thể liền không nói được rồi. Thân thể mạnh hơn cũng có cực hạn, diệt thần lôi ở trong cơ thể của mình nổ tung cũng không phải trò đùa, cho nên đến tiếp sau hắn dựng lại về sau, lại đâm ra một thương, nhìn qua uy thế 10 phần, đại đa không có diệt thần chấn kèm theo. Trong tay chiến trùy vùng lên, hóa thành tầng tầng trùy ánh, giống như xác rùa đen thủ hộ tại trước người của mình, tập trung chói tai soàn vàng tiếng không ngừng vang lên, trùy ảnh phía trên không ngừng sáng lên trên từng cái điểm sáng, là muôn vàn ánh vàng cuối cùng là hợp lại làm một, hóa thành ngàn người chỉ trò đồng chúng chiến trúc này. Đường Ngạn Hiên thân thể đã nhiều trước là đạo pháo bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào nơi xa đệ tam chiến khu màn ánh sáng phía trên. Quan chiến long tộc nhóm nhìn đến đây cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đường Ngạn Hiên gia tộc luôn luôn dùng lực lượng phòng ngự xưng, lại xưng long tộc chỉ vách tường, mãnh liệt như vậy lực lượng phòng ngự vậy mà tại đối thủ trùng kích vào vừa đối mặt liền bị đánh bay, cái này muốn hạng gì bá đạo lực lượng công kích. Đường Ngạn Hiên nắm chiến chùy tay hiện tại đều là đang run rẩy, thân thể bắn ngược mà quay về, đồng thời hào quang lần nữa bốc lên, nhưng vẻ mặt rõ ràng đã có một chút tái nhợt. Lam Hiền Vũ không có truy kích, trong tay long thương chỉ xéo mặt đất, thon dài thân thương vách tại sau lưng, từng bước một hướng về phía đối phương đi đến. Mới vừa rồi sải bước ra, trên người của hắn tiếng long ngấm liền sẽ tỏ rõ mấy phần, sau lưng màu vàng kim bóng mờ càng ngày càng ngừng tụ dâng lên. Giống như ngày đó tại đối mặt với can đảm đó tiểu quỷ lúc một sáng, khi thế bắt đầu tăng lên dữ dội. Đường Ngạn Hiên hiện tại có một chút hiểu rõ ngày đó vị kia vì sao lại chủ động nhận thua. Trước mặt cái này làm khí tức thật sự là quá đáng sợ. Cái kia mỗi một tiếng long ngâm đều phảng phất là trong lòng của hắn vang lên, áp chế hắn huyết mạch không ổn định dao động. Phản hồi tại bên ngoài liền là trên thân quảng diễm màu vàng đang run rẩy. Mới vừa rồi sải bước ra, khí thế đều tại tăng cường, nhất là khi thấy hắn, Lam Hiền Vũ hai con người bắt đầu dần dần biến thành màu đỏ, con người bắt đầu dựng thẳng lên lúc đó, như sợ hãi lấy cảm giác đã làm cho hắn có một chút vô phương tự điều khiển. Nếu như vừa rồi lên tới, Lam Hiền Vũ liền phóng xuất ra dạng này khí thế, Đường Ngạn Hiên còn có thể ngăn cản, nhưng hắn vừa mới đã trải qua diệt thần chấn một kích toàn lực, trong cơ thể bây giờ còn tại run rẩy, mặc dù không có bị thương nặng, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết rằng mình có thể không còn đỡ nổi đòn đánh tiếp theo.
Nhất là tại đối thủ khi thế tích lũy khủng bố như thế tình huống phía dưới, lần công kích sau nhất định là Lô Đình Vạn Quân. Một chút nguyên nhân nguyên bản nhìn chăm trận đấu này, biểu lộ xa còn tương đối buông lỏng sự thi cường giả đỉnh cao nhóm. Về mặt cuối cùng trở lên trên có chút ngừng trọng lên. Nếu như nói Lâm Trạch Huyễn cùng với Thiều Tú chẳng qua là trung vị Long tộc, thua chẳng có gì lạ. Như vậy thì Đường Ngạn Hiền có thể là thượng vị Long tộc, mà lại là cực kỳ am hiểu phòng ngự thượng vị Long tộc. Theo cục diện trước mặt đến xem, Đường Ngạn Hiền tình huống rõ ràng không tính quá tốt. Người quen biết hắn đều biết rằng cái kia màu vàng thổ nguyên tố hào quang chính là công phòng nhất thể, càng là chiến lược của hắn căn bản. Nhất kích chẳng qua là nhất kích liên lổ tung, nên là đối phương lực lượng công kích cường đại đến hắn không thể nào không dùng thủ đoạn như vậy tới hòa giải nguyên nhân. Khủng bố như vậy chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung là miền vũ công kích. Đường Ngạn Hiên dùng chính tình huống của mình hiện thần thuyết pháp nói cho tất cả mọi người.